Dạ vâng, em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ em Thảo trên báo giá trực tiếp ngày hôm nay. Và hôm nay em Thảo lên sóng cho chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2020, phiên bản số tự động và mang nối khối động cơ là 1.5. Tư nhân gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới ạ. Và em mang trên mình lớp sơn xi màu đen, em mang biển kiểm soát là 90A 11680, biển kiểm soát ở Hà Lan. Và chiếc xe này bên em Thảo thì đang chào bán với mức giá cực kỳ là ưu đãi 580 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm yêu thích mẫu xe này thì nhanh tay alo ngay cho em Thảo theo số điện thoại là 0963 040 922 ạ. Toàn bộ phần ngoại thất của chiếc xe này, cụm đèn pha còn rất là sáng bóng nhá. Đây, mặt ga lăng phía trước này. Mẫu xe Xpander này thì đang được ở Việt Nam mình rất là nhiều khách hàng ưa chuộng và lựa chọn cho gia đình đi này, hoặc chạy dịch vụ cũng khá là hợp lý, xăng thì tiêu hao khá là ít nhé. Đăng kiểm bên này thì còn rất là dài đến tháng 7 năm 2024 cơ ạ. Đó, xi nhan thì đã tích hợp trên gương rồi, lốp Z cũng khá là dày dặn cho các bác nhé. Sơn xi thì hoàn toàn không bị bong chóc, không bị xước sát. Đó, sơn xi khá là mới này, sơn xi còn zin đến 99% nữa các bác nhé. Phía sau xe đây ạ, đã trang bị camera lùi rồi. Đó, hai cụm đèn hậu cũng rất là đẹp luôn. Xe thì bên em mới về luôn, mới về, em mới chỉ có xịt qua lốp lã thôi. Đó, rửa dọn qua lốp lã này, quay luôn cho chị xem này. Lốp Z còn rất là dày luôn. Đây ạ, lốp vẫn còn theo xe này, 2020 mà vẫn còn đinh cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ cho anh chị xem ở phía sau của xe luôn này. Đây ạ. Đó, cốp nhỏ đây anh chị nhé, cốp nhỏ này. Phía trên này anh chị có thể đựng được rất là nhiều đồ. Anh chị mà chở ít thì có thể gập cái ghế này lên chở khá là nhiều luôn. Trang bị 7 chỗ ngồi thì đi rất là rộng rãi luôn, đi gia đình hợp lý mà chạy dịch vụ quá là ok. Đây ạ, con là ốc này, rồi là phần máng nước, zin tuyệt đối cho chị luôn. Đây ạ, lốp sơ cua đây chị nhé, lốp sơ cua này. Đó, lốp xe còn khá là dày dặn. 580 triệu đồng cho một mẫu xe Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2020, phiên bản số tự động, mang khối động cơ là 1.5. Phần táp ly thì siêu mới luôn này, anh chị xem phần táp ly còn rất là đẹp luôn, độ vân sần nó rất là rõ nét nhé. Đó, các lốp kính chỉnh điện rồi là bộ ghế da trần lỉ nguyên bản theo xe. Đó, nguyên bản theo nhà sản xuất luôn, không một vết xước hay là vết rách nhàu nát gì nhá. Đây ạ, ghế phía sau cũng vậy này, rất là mới luôn. Điều hòa thì phía sau cho anh chị rồi, anh chị sẽ không sợ nóng đâu ạ. Hầu như là cái dòng Xpander này gần như là đánh bại được Innova rồi. Bây giờ toàn bộ phần khoang nội thất bên trong của xe này, đây anh chị xem. Mặt vô lăng quá đẹp luôn. Đó, củ số cũng vậy này, cực kỳ là đẹp nhé. Táp ni thì bốn cánh đều rất là mới luôn. Cắt lốp kính chỉnh điện đấy thì hoàn toàn không bị mòn. Đây em sẽ lổ máy lên cho chị xem này. Đó, em đã lổ máy rồi. Anh chị mua về chỉ sẵn sử dụng thôi, đổ xăng là đi thôi. Xi nhan trái, xi nhan phải, rồi là cần gạt mưa. Kính chỉnh điện cho các bác đây ạ. Nói chung mới sử dụng được năm này năm thứ ba, thứ tư rồi. Nhưng mà nhìn xe vẫn còn rất là mới luôn nhé. Chứng tỏ anh chủ đi quá giữ gìn này. Nghe gọi đánh tay cho anh chị này. Đó, coi đấy ạ, siêu đẹp luôn nhé. Đèn trần, tấm tranh nắng này. Điều hòa thì auto rồi.
Các bác nào quan tâm yêu thích mẫu xe Mitsubishi Xpander sản xuất 2020, phiên bản số tự động mang khối động cơ là 1.5 tư nhân một chủ sử dụng từ mới, nhanh tay ngay alo ngay cho em Thảo qua số điện thoại là 0963 040 922. Số trên là số Zalo em Thảo nhé. Và bây giờ giá trên thì em có bao gồm phí rút hồ sơ rồi. Nên anh chị nào mà có muốn mua trả góp thì cứ inbox ngay cho em Thảo ạ. Và ngay bây giờ hãy cùng em Thảo tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe này ạ. Phần khoang máy của xe đây bác nhá. Đây ạ, máy số lổ rất là êm này. Hoàn toàn không rung lắc, không giật, không loang dầu gì cả. Anh chị có để đến xem xe, test xe và lái thử nhá. Trải nghiệm toàn bộ những mẫu xe mà bên em Thảo đang chào bán. Tấm tản nhiệt phía trên đây ạ. Còn rất là mới luôn này. Rồi nó có con ốc ủ giảm xóc đây. Ốc của lóc cabo. Còn nguyên zin luôn. Tai đèn này. Đó, rằng. Xe rất là mới các bác nhá. Đó, mà xe đi cực kỳ là ít luôn. Anh chị có thể xem xe, test xe, lái thử trải nghiệm miễn phí bên em Thảo nhé. Dạ vâng, vào rồi em Thảo đã quay chi tiết cho các bác tham khảo một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2020, mang khối động cơ là 1.5 số tự động các bác nhé. Tư nhân gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới. Và giá thì bên Thảo đang chào bán là 580 triệu đồng có bao gồm phí hồ sơ. Nên chị nào đang có nhu cầu mua xe hoặc muốn tham khảo mẫu xe này, nhanh tay alo ngay cho em Thảo qua số điện thoại là 0963 040 922. Và đặc biệt anh chị mới vào xem video clip em Thảo lần đầu tiên thì hãy cho em xin một lượt đăng ký kênh cũng như là like kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về ô tô mà ngày em Thảo sẽ lên. Và ngay bây giờ em Thảo xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.